Tập 34. Người Nhật tới rồi, đông lắm đó. Vậy sao? Mọi người cứ ở yên đó. Hô khẩu hiệu là được rồi, đừng có mà di chuyển. Rõ. Khoan đã. Các anh thuộc bộ phận nào? Trung đội Quỳnh Lộ. Trung đội Quỳnh Lộ. Vừa đi qua đây xong mà. Đại tá Kobayashi Takeshi yêu cầu quay về phòng ngự. Chờ chờ chút, tôi sẽ đi hỏi lại đại tá. Tôi thấy. Đứng yên, đứng yên đi. Người mình đứng yên, tất cả đứng yên. Người anh em thân thủ tốt đó. Ai là anh em của anh? Tôi nói cho anh biết. Trước đó anh vẫn luôn nói giáo cho giặc. Bây giờ tới lúc tính sổ anh rồi. Chút nữa bọn tôi sẽ đi qua từ đây. Chuyện sau đó nếu anh không xử lý cho tốt, bọn chúng tiếp tục đuổi theo bọn tôi, thì tôi sẽ tính sổ với anh đó. Tôi nói được làm được. Yên tâm đi, tôi hiểu anh quá rồi mà. Để các anh em cứ giao cho tôi. Yên tâm đi. Đi mau đi mau, nhanh lên. Bỏ hết súng xuống. Mau đi mau đi. Nhanh lên nhanh lên. Đi nào. Nhớ lời của tôi nói đó. Rõ rồi mà. Nếu anh vẫn là một người Trung Quốc thì phải biết liêm sĩ. Đi. Vậy mà anh cũng ở đây, tạo hình gì vậy? Đi cẩn thận nha. Mọi người đi cẩn thận đó. Đi cẩn thận nha. Quay phong thiệt đó. Này đại ca, chuyện này im đi. Có bao nhiêu tính bấy nhiêu. Ai làm lộ chuyện hôm nay ra ngoài thì đừng trách Diêu Quang Khang tôi độc ác. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Mau đem chôn hai cái tên chết tiệt này cho tôi. Đừng để bọn Nhật nhìn thấy. Dừng, đi, nhanh lên. Qua bên đó, nào nào. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi buộc phải thừa nhận, tôi đã làm ra sai lầm nghiêm trọng. Đám lính ngoan cố ở đối diện không phải là người chúng ta muốn chờ. Tiêu Hạn có khả năng cao là đã dẫn quân đi phương hướng khác. Tôi vừa được thông báo khu phòng ngự khác tăng cường phạm vi. Đoàn quân đang tới đây đó. Tất cả đứng yên chờ lệnh. Tăng thêm khẩu lệnh cho tất cả trạm gác dọc tuyến đường. Chỉ nhận khẩu lệnh không nhận người. Bây giờ tôi yêu cầu các cậu lập tức chiếm lấy chỗ này cho tôi. Tôi muốn xem thử rốt cuộc phía trên là những người như thế nào. Rõ.
Hồ Tử Minh, nếu như anh là đàn ông, là một người anh hùng, anh hãy sống sót trở về cho em, sống cho tới lúc xuất hiện Trung Quốc mới. Chắc đây là trạm gác cuối cùng của quân Nhật. Báo cho mọi người chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu. Rõ. Sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Tôi nhìn thấy bọn chúng đang chờ ở bên đó. Tôi cũng nhìn thấy rồi. Chúng tôi muốn tham gia tác chiến. Xin anh lượng thứ cho. Chúng tôi không thể đồng ý yêu cầu của các anh. Bởi vì để đưa tất cả các anh an toàn ra khỏi chiến khu, chúng tôi phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cho nên các anh phải bảo vệ tốt bản thân. Như vậy đây là trợ giúp lớn nhất cho chúng tôi, cũng là cách chiến đấu thỏa đáng nhất. Và tôi cũng hy vọng là anh sẽ giúp tôi chuyển lời cho ba chiến hữu của các anh. Hy vọng là họ sẽ hiểu được điều này. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói với bọn họ. Tôi đã trao đổi với họ rồi. Bọn họ không cho chúng ta tác chiến. Tại sao? Chúng ta phải chiến đấu. Phải đó, chúng ta phải chiến đấu. Tôi đã nói vậy với họ. Nhưng mà bọn họ nói đây là chiến khu, vì sự an toàn của chúng ta không thể tham chiến. Tại sao? Tại sao? Xin anh đó, tôi cố hết sức rồi. Nhưng chúng ta có thể chiến đấu mà. Đừng hổ, đi. Báo với mọi người, vì Hồ Tử Minh, vì ngày mai của chúng ta, chuẩn bị tấn công. Xông lên. Là một người lính, gặp phải một đối thủ đáng tôn trọng, vừa đáng thưởng thức lại vừa đáng thất vọng. Bên đó là Tiêu Hàn. Lệnh cho toàn quân tăng tốc. Rõ. Đi. Xông lên. Xông lên. Tướng quân Chernoff đã đích thân viết thư cho Tổng tư lệnh Chu Đức, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tần tướng quân vì đã giải cứu các phi công Mỹ. Lần này, may nhờ các chiến sĩ của đội du kích Trung Quốc ứng cứu, nó vô cùng cảm động vì công việc đáng kính và hành động nghĩa dũng này. Toàn thể sĩ quan và binh lính của quân đội chúng tôi đều vô cùng kính lệ. Đội mũ. Kính lễ. Dạ. Chính quỷ. Chúng ta về thôi. Đi.
Chuyện gì vậy? Vì đội trưởng đang ở trong đó một mình. Sau khi anh ấy đi từ mộ trở về thì như biến thành một người khác vậy, không nói chuyện với ai, cứ ngồi thẫn thờ ở đó thôi. Nên bí thư Lâm kéo tôi ra đây. Chi đội trưởng, là chi đội trưởng đang khóc sao? Bí thư Lâm, tôi vẫn luôn cho rằng chi đội trưởng không để ý tới Tử Minh. A Ngọc, bây giờ thì cô biết rồi chứ, chiến sĩ chân chính đều mang tình yêu trong tim, nhờ đó mới có thể đi bảo vệ, đi chiến đấu. Quên đi chính là phản bội, anh ấy sẽ không như vậy đâu. Quá ra khi đội trưởng cũng biết khóc. Đàn ông không rơi nước mắt chứ chị chưa chạm tới chỗ đau lòng thôi. Vũ Trúc, đi vào trong xem anh ấy đi. A Ngọc, cô về nghỉ ngơi đi. Dừng. Thật ra thì A Ngọc cũng rất là buồn. Phải đó. Tú Tài, nếu chẳng may tôi hy sinh thì anh có khóc không? Anh từ từ nghĩ đi. Dẫu sao nếu anh hy sinh thì tôi sẽ khóc. Tiêu Hàn đang chìm trong nỗi đau khổ và tự trách sâu sắc. Anh không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân trước mặt mọi người, cho nên chỉ có thể trốn vào một góc không có ai, khóc lóc đau đớn cho chiến hữu đã hy sinh. Những sinh mạng tươi đẹp đã cứ như vậy mà mất đi. Vậy mà anh không thể nào bảo vệ được. Anh rất tự trách, càng thêm căm hận cuộc chiến mà chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản phát động. Có phải là tôi, có phải là tôi yếu đuối lắm không? Không hề đâu. Anh có tình nghĩa đã khiến tôi rất cảm động. Một người trẻ tốt đẹp như vậy mà phải hy sinh vô ích. Nếu không tại những kẻ xâm lược đó thì chúng ta vốn dĩ nên có một tương lai tốt đẹp, còn một chặng đường rất dài để đi. Tôi quá vô dụng. Tôi hoàn toàn không có cách nào ngăn bọn chúng lại. Trời cũng đã tối rồi thì bình minh nhất định cũng sẽ không tới muộn. Tiêu Hàn, chúng ta cần phải kiên định hơn, càng phải kiên cường hơn. Như vậy thì những người đó mới không phải hy sinh vô ích. Nghe nói hôm qua Kobayashi Takeshi đã tìm tới cậu sao? Phải đại ca, em định nói chuyện này với đại ca đó. Hắn ta tìm cậu có chuyện gì? Hắn ta hỏi tôi sẽ không thấy hai tên lính Nhật kia đâu. Rồi cậu đã nói gì? Đương nhiên em nói theo ý của anh rồi. Em nói là em cũng không thấy họ luôn. Xong rồi hắn nói ra sao? Hắn...
Hắn đã không nói gì hết. Hắn đã tẩn em một trận luôn đó đại ca. Anh nhìn đi. Anh coi. Nào, gọi mấy cô ả qua đây. Dân, các em vào đi. Dạ chân, tới liền. Cứ chọn một cô tùy ý, để đêm nay cô ấy chăm sóc cho cậu nha. Đại ca, vậy có được không? Tôi nói được là được mà. Vậy, được rồi, đưa hết đi. Phục vụ cho tốt vào đó. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Nào lại đây. Tụi em sẽ chăm sóc cho. Tôi thấy nơi này không ở tiếp được rồi. Anh nghĩ coi, có phải gã Nhật này bắt đầu nghi ngờ rồi không? Gã Kobayashi này rất thông minh, vô duyên vô cớ lại mất đi hai tên lính. Hắn không tra mới lạ đó. Đống hàng tôi mang theo kia, sớm muộn gì tôi cũng bán hết. Báo cáo. Có chuyện gì? Phó tư lệnh, có người muốn gặp anh, hơn nữa còn yêu cầu phải được gặp mặt. Là ai? Diêu Hoa Khang. Nói là tới chúc mừng anh. Giờ tôi phiền nhất là ai nói với tôi hai chữ chúc mừng. Chỉ cần ai nói với tôi lời này đều không gặp. Dừng, đừng mà. Phấn thăng. Chuyện này là sao đây? Không sao. Nè. Đây, có phải tên lừa đảo tiêu hàng đó lại làm anh giận rồi không? Anh còn dám nói. Tôi thấy anh là tôi cũng vui lắm. Sao lại tới đây? Anh nghĩ là nếu tôi còn không gặp anh thì tôi nằm trong quan tài gặp anh sao? Đừng có giỡn như vậy chứ. Anh làm ở chỗ bọn Nhật xui chèo mắt mái lắm kia mà. Còn nhớ tới tôi sao? Xui chèo mắt mái, nhưng mà xui quá, bọn Nhật muốn khử tôi luôn. Tôi thấy không chạy là không kịp mất. Cho nên mới nhớ tới tôi sao? Anh đó. Tôi có gì hữu dụng chứ? Anh thẳng thắn quá rồi. Anh trai có 300 người, ai cũng có súng, súng nào cũng dùng được. Có 3 khẩu Shinki tiếp 11 và 2 khẩu Hoa tiếp 89. Nhiều đó. Sao lại bố trí nhân viên lộn xộn như vậy? Cái này cũng không phù hợp để anh bố trí nhân viên đâu. Coi đi, nhìn là biết tâm linh. Vấn đề được hỏi ngay đây rồi đúng chứ? Tôi làm chút kinh doanh thôi mà. Mấy cái khẩu súng phóng lựu hạng nhẹ gì đó đã cho tôi bán rồi. Mà cậu cũng thấy đó, nhân viên này còn trang thiết bị của họ nữa. Tôi nói rồi, ít nhiều thì cũng phải cho tôi làm sư đoàn trưởng. Anh quên đi. Một nhóm người với vài mẫu súng của anh, quá lắm cũng chỉ là bên xây dựng thôi. Vậy thì không được. Không cho tôi làm sư trưởng thì tôi không tới đâu. Vậy anh mau đi đi. Đừng có tới nữa, tôi không có đâu. Tôi nói thật với anh nha, bây giờ chúng tôi quá lắm, chỉ là sư đoàn tạm thời thôi. Phía trên tôi còn trận kháng sinh kia mà. Vậy là cậu ngồi không hưởng phụ cấp theo đầu người sao? Vậy thì kiếm nhiều hơn tôi rồi. Đừng có nói chuyện tào lao, nói chuyện của anh đi. Phấn thăng, anh đây để cậu làm sư đoàn trưởng. Cậu không chịu khó thì tôi làm cái gì được đây? Tôi chuyên kiếm tiền, cậu để tiền trong nhà xí. Rồi bịt mắt tôi thì tôi chỉ cần ngửi thôi. Cũng tìm ra được, cậu tin không? Anh đi hỏi quan lão gia đi. Quan lão gia có cho anh ta tới không? Cậu... Quan lão gia đồng ý rồi. Quan lão gia đồng ý rồi. Chắc chắn sẽ tới. Phải tới. Phải tới. Buộc phải tới. Chắc chắn tới. Nói rồi đó nha. Cậu coi, chắc chắn tới. Tôi nói cậu nghe, tôi là do của viên trưởng Tượng cử tới để giúp anh em của anh. Nhưng chẳng phải là lão Uông đã chết rồi sao? Chết rồi thì tôi cũng trở về đội thôi. Được rồi.
Lão Diêu sao? Lâu rồi chưa gặp. Tôi còn kêu là sẽ nói với hai người một tiếng. Người quen cả mà. Đây có phải là tham mưu trưởng không? Lão Diêu lâu rồi không gặp. Đúng là người chính trực. Nhìn là thấy mạnh mẽ rồi. Tôi nói anh nghe, tôi vừa nhìn thấy anh là tôi rất ngưỡng mộ rồi. Chúc mừng Cục trưởng Diêu cải tạo quy chính, trở về vòng tay của đảng và nhà nước. Tôi lặp lại lần nữa, tôi không hề cải tạo quy chính. Tôi là dương tá bên cạnh Kim Ngọc Trực. Tôi là quan nhị gia chăm sóc chị dâu đây. Tôi nằm gai nếm mật, thân ở Tào Doanh mà lòng lại hướng về Hán, phải không? Bản Trường Ca khóc than, cốc vị trí tử tưởng nhất sinh của tôi. Trường Ca than khóc, phải không? Từ giờ về sau không cần lén la lén lút nữa. Hoa Khang tôi sẽ khóc vì vui sướng. Này Lão Diêu, lời anh nói thật sự rất cảm động đó, muốn rớt nước mắt luôn. Phải đó, Cục trưởng Diêu đúng là vị anh hùng đi vào thơ ca lịch sử. Đúng, đúng. Tôi đúng là bây giờ tôi còn ngồi đằng sau xem đó. Chút nữa là tôi tin thật rồi. Rớt nước mắt rồi sao? Phấn thăng đây mắc cỡ quá. Nào nào, rồi chúng ta quyết định như vậy đi. Chúng ta cùng chào đón anh hùng Diêu có thể chiến thắng trở về đội của mình. Nào cạn. Khi nào về đây? Và tin của tôi nha. Lấy trà thay rượu. Cạn. Được rồi, tôi không làm phiền nữa. Chào mọi người. Dần dần. Được rồi, đi thông thả nha. Không tiện. Được rồi. Nè anh, Hoành Thánh đây. Hoành Thánh nóng đây. Đằng sau. Xem thử đi. Xem qua đi. Tươi lắm. Người tiếp theo. Đi. Nào, mọi người xếp hàng vào, tập hợp tại đồn cảnh sát. Nè anh, việc này là sao? Miễn bàn luận. Cầm lấy, chút lòng thành. Cầm lấy đi. Tôi cứ thấy có cái gì đó sai sai. Tôi không biết thiệt mà. Không được nói cái gì hết. Dù tôi có nói gì, nhưng mà cũng đã nói hết rồi. Tôi thấy anh là người hiểu biết, cho nên nói cho anh mấy câu. Nhưng mà chỉ được nói tới đây thôi. Anh rể. Anh rể. Anh rể à? Làm gì vội vàng vậy? Cũng đã lên chức thám tử trưởng rồi mà không giữ bình tĩnh sao? Không phải đâu. Hình như người Nhật tính gây bất lợi cho chúng ta. Bọn chúng lúc nào mà không gây bất lợi? Người ta từ xa tới đây đưa lợi ích cho cậu chắc. Gây bất lợi cho cậu thì cũng coi như khách sáo rồi. Không phải đâu. Anh mau nói với chị của em, kêu chị đi trước đi. Em thấy tin Nhật Bản này muốn hạ độc thủ cho chúng ta. Càng là lúc này thì càng phải bình tĩnh, hiểu không? Yên tâm, anh sắp xếp rồi. Nhưng cục trưởng, cục trưởng, cục trưởng, ngài Kobayashi tới rồi. Anh rể. Ngài Kobayashi, sao ngài tới đây? Cục trưởng Diêu vất vả rồi. Thà người phụ ta, chứ không để ta phụ người. Đấy là câu châm ngôn của tôi. Nghe nói gần đây cục trưởng Diêu bận lắm phải không? Tại vì tôi nhớ tôi đã từng cảnh cáo anh rồi mà. Sao anh dám coi thường người Nhật là kẻ ngu như vậy? Chuẩn bị. Kiểm tra xem có ai chết không. Quân lính của đế quốc không thể tùy tiện đưa cho anh nữa. Tôi đây cũng không thể để anh kinh doanh đem bán nữa. Diêu Quang Khang, anh làm tôi thất vọng quá.
Kobayashi Takeshi, mày đúng là tiểu nhân nham hiểm. Nhanh lên. Đi. Phó tư lệnh, người này nói là cấp dưới của cục trưởng Diêm có chuyện gấp cần tìm anh. Tôi nhớ ra cậu rồi. Mà hình như trông cậu gấp gáp quá vậy. Không lẽ Diêu Hoa Khang có chuyện gì rồi? Dạ phó tư lệnh, đại ca của chúng tôi bị người ta hãm hại, bị Kobayashi Takeshi bắt đi rồi. Anh ta đã bị bắt đi rồi sao? Phải. Nếu là như vậy thì cậu tới tìm tôi làm gì chứ? Là như vậy, trước đó lúc uống rượu, đại ca thường hay dặn dò chúng tôi, nếu như có một ngày anh ấy có chuyện gì thì nhất định phải đi tìm một người, và người đó chắc chắn sẽ cứu anh ấy ra. Rượu vào lời ra, nói mấy lời này mà cậu cũng tin sao? Hơn nữa, người mà anh ta nói chắc chắn không phải là tôi đâu. Tôi không có năng lực đó. Tiễn khách. Phó tư lệnh Phùng, Phó tư lệnh Phùng, đứng dậy đi. Anh cứu đại ca tôi đi mà. Đứng dậy, tôi xin anh đó cứu đại ca tôi đi. Tôi dập đầu lạy anh. Anh ta bị bắt thật đó. Anh ấy bị bắt thật đó. Phó tư lệnh Phùng, cứu đại ca tôi đi. Phó tư lệnh Phùng, anh cứu đại ca tôi với. Xin anh đó cứu đại ca của tôi đi. Nếu cậu cứ dập đầu như vậy thì tôi sẽ mặc kệ cậu đó. Đứng lên. Cảm ơn phó tư lệnh Phùng. Tôi còn chưa nói là sẽ cứu anh ta mà. Nếu như ngài đồng ý, tất cả mọi người ở cục cảnh sát chúng tôi, 368 anh em đều sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngài, không hề hối hận. Với mấy khẩu súng quen của cậu sao? Vậy nếu như chúng tôi có cách, có thể mở được cửa kho vũ khí của quân Nhật, lấy đạn dược thì sao? Sao các anh có thể tự tin là mở được chứ? Dưới trướng của tôi có vài người anh em, họ đều là lính gác cửa. Lúc đó có thể trong ứng ngoại hợp. Tôi hỏi cậu, hiện giờ trong thành phố có bao nhiêu lính Nhật? Chúng tôi điều tra rồi, hiện tại trong thành phố chỉ có một tiểu đội không chuyên, những đội quân khác đều đang ở ngoại thành. Lôi hắn ra ngoài giết chết cho tôi. Chuyện này cái gì chứ? Lôi ra ngoài giết chết đi. Dừng. Dám tới đây lừa gạt tôi. Tôi là ai? Tối nay anh tới đây là muốn tìm chết phải không? Được, muốn chết phải không? Tôi cho cậu tội nguyện. Quan chí diễn, cậu đứng được ra đó làm gì? Lôi ra ngoài thực hiện ngay đi. Không, đừng mà phó tư lệnh Phùng. Phó tư lệnh Phùng, đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi mà. Tôi thật sự không lừa gạt anh đâu. Tôi thật lòng là muốn cầu xin anh cứu đại ca của tôi. Thật lòng không dám lừa anh đâu mà. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Xin anh đừng giết tôi. Xin anh đừng giết tôi mà. Phó tư lệnh Phùng, đứng lên. Phó tư lệnh Phùng, tôi xin anh đó. Phó tư lệnh Phùng, đừng giết tôi. Tôi không có lừa anh đâu. Tham mưu trưởng. Phó quan Hoàng. Có. Trước tiên hãy đưa người anh em này xuống nghỉ ngơi đi. Dừng. Đi. Nhanh lên. Sao đây, tham mưu trưởng? Anh nghĩ sao về chuyện này? Tôi nghe theo ý của anh Kính Hiên. Một tiểu đội tức là 14 người. Chúng ta có 1.125 người ở đây, thêm 368 cảnh sát bọn họ, trong ứng ngoại hợp,
Tôi nghĩ đây thực sự là một miếng mồi lớn. Ban ngày chúng ta vừa tới khấn quan nhị gia, ban đêm lại có một miếng mồi lớn như vậy rơi từ trên trời xuống. Nên ăn hay là không ăn? Tôi theo tham mưu trưởng. Tôi tuân theo sự sắp xếp của tư lệnh. Phấn Thăng, cậu là quân chủ lực của tôi, cậu quyết định đi. Tư lệnh, đã bao lâu chúng ta không báo cáo chiến công cho bộ trưởng chiến khu 3? Không thể chậm trễ công lao này của tham mưu trưởng. Hãy sắp xếp cẩn thận, phối hợp chặt chẽ, sắp xếp thời gian theo trình tự, trông có vẻ đặc biệt chân thật, tự nhiên, đáng tin cậy. Nhanh đi. Đúng là hổ thẹn, hổ thẹn với mọi người. Tư lệnh, tôi đã thấy được phó tư lệnh đã làm tốt việc chuẩn bị cho chiến dịch này rồi. Thật lòng thì tôi cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Sao đây? Chúng ta hãy cùng nhau khôi phục thành phố. Khôi phục thành phố ở Chiết Đông, dâng cao ngọn cờ của quân cứu nước Trung Nghĩa chúng ta, càng dâng cao càng tốt, để cho chúng thấy được. Em cảm thấy anh có nên đi không? Chẳng lẽ không nên đánh quân Nhật sao? Quân Chí Diễn, có, triệu tập quân đội, rõ, tập hợp, rõ, tất cả tập hợp. Tư lệnh, cưỡi ngựa rời khỏi Tây Lương là có ngày tốt đẹp hơn. Cưỡi ngựa rời khỏi, cao quá rồi. Nào, các anh em mau mở cửa, tôi quay lại rồi. Mau lên. Nhanh chóng chiếm đỉnh tháp quả lực trên cao. Rõ. Phó tư lệnh Phùng, quan nhân ngài tới thực hiện lời hứa với tôi. Chữ ký viết tay của ngài vẫn còn ở chỗ của tôi đó. Còn hai vị đây, chắc là tư lệnh Trần và tham mưu trưởng Trương. Mặc dù bây giờ mới được gặp mặt, nhưng mà nghe danh đã lâu. Quân nghênh các vị đã tới nhờ hoàng quân. Các vị có thể tiếp tục giữ nguyên vị trí trước đây, hơn nữa còn có thể được chức vụ cao hơn. Phấn Thăng, đừng mà. Phấn Thăng, được rồi. Phó tư lệnh Phùng, bất cứ hành động lỗ mãng nào của ngài sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tôi khuyên ngài nên là một vị anh hùng thức thời đi. Phấn Thăng,
Hách Hữu Tài. Hách Hữu Tài. Lên, lên hết đi. Những hành vi kích động này không phải là hành vi của một quân nhân nên làm đâu. Tôi nghĩ chuyện này nên quyết định như vậy đi. Tôi lệnh Trần, tham mưu trưởng Trương, các vị nói coi. Muốn tôi lên tiếng, giống chỉ đại trượng phu bốn bể là nhà, nhưng mà không nhất thiết phải là da ngựa bọc thay. Nếu như trong tương lai chúng ta không gặp lại, nó không chừng có thể hỗ trợ lẫn nhau, tương thân tương ái. Được. Đi thôi. Báo đi, báo đi. Đội trung thành cứu quốc quân Trần Hán Sinh cải tạo quy chính, trở thành đội quân thứ 10 của Hòa Bình Kiến Quốc Quân. Báo đi, báo đi. Cho tôi một tờ đi. Báo đi, báo đi. Báo đi, báo đi. Đám Nhật Bản các người đúng là đáng kinh tởm. Ngay cả Kobayashi Takeshi đó là khách làng chơi, da người của tôi qua tàn ít bướm, nói bỏ là bỏ. Nè, cháu trai, đối xử với cậu tốt như vậy, cậu lại bán đứng tôi. Xem như anh trai tôi thỉnh cầu cậu một điều cuối cùng, cậu giúp tôi đưa mẹ và vợ của tôi đi có được không? Đại ca, lúc này anh nói mấy lời này cũng đâu có ích gì đâu. Họ chết hết rồi. Dắt thân ra đường, gọi một tiếng bạn bè, khách hứa đều nghe theo, đều nghe theo. Hai là không phải kẻ xấu cướp trộm thành, không cướp trộm thành. Hai là không phải kẻ xấu cướp trộm thành, không cướp trộm thành. Dương Lâm và ta chiến đấu cũng vì chiến đấu mà đã được phái tới Đặng Châu. Tư lệnh, sao đây? Quai hùng hiên ngang. Thành là Dương Lâm, bại cũng Dương Lâm. Dương Lâm, Dương Lâm chính là Phùng Đông Giả. Tên tiểu nhân này sao lại dám giấu tôi chuyện lớn như vậy chứ? Tôi còn cho rằng là tham mưu trưởng, chúng ta cưỡi ngựa rời khỏi Tây Lương rồi, nhưng mà không ngờ chúng ta một chân đạp phải hố phân. Tôi lệnh, đừng có sốt ruột. Con cái lớn rồi cha mẹ quản không được. Còn nữa, cái hố phân này có thoải mái hay là không? Tất nhiên rồi. Tham mưu trưởng, trước mặt nhau chúng ta đừng nói lời dối trá. Ông nói coi, cả nửa năm nay ngoài dùng quan giả, chúng ta có dễ dàng gì không?
Cho nên quay lại, chúng ta cũng đã quay lại rồi. Dù gì chúng ta cũng đúng. Chờ người Nhật đứng vững rồi, kiêu căng rồi, thì chúng ta sẽ là chủ lực của hòa bình kiến quốc quân. Ngược lại, đợi quốc quân trở về, chúng ta chính là quân tiền trạm, nhẫn nhịn chịu đựng. Vậy thì ông nói coi, chuyến này Phùng Đông Giả đã là một việc tốt.